Trấn Thành bức xúc khi nhận thiệp cưới của Minh Hằng, nữ ca sĩ phân bua về các quy định. Trong màn review thiệp cưới của Minh Hằng, Trấn Thành không ngại nói ra những cảm nhận chân thực của bản thân. Ít giờ trước, mạng xã hội loan truyền đoạn clip hài hước và thú vị của Trấn Thành khi nhận được thiệp cưới từ Minh Hằng. Mở đầu clip, nam diễn viên hóm hỉnh nói, tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng. Lại một đám mừng ở trong làng mở ra thấy hoang mang. Đám cưới của Minh Hằng, nhà quý vị, tôi mở thiệp ra nè. Cảm nhận đầu tiên của Trấn Thành là thiệp mời cưới đẹp và đầu tư. Thế nhưng khi đọc đến phần địa điểm diễn ra hôn lễ, đây là bát cuộc của chúng ta, nam nghệ sĩ đã đứng hình, sau đó hoang mang hỏi, ủa là ở đâu? Dù đã cố gắng động não nhưng Trấn Thành vẫn bó tay trước màn làm khó của Minh Hằng. Ở phần cán mốc thời gian, Trấn Thành hài hước cho rằng 4 giờ trao nhẫn là chuyện của nó chứ để đây làm chi, đúng không? Nhưng khi đang nói thì liền phát hiện Minh Hằng đang ngồi bên cạnh. Lúc này giọng ca sắc môi em hồng lên tiếng chỉnh đốn. 4 giờ làm lễ là phải có mặt với người ta chứ. Trấn Thành ngượng ngùng đáp. Nhìn cái nhẫn đâu có biết, tưởng trao nhẫn chia của. Đáng chú ý, Trấn Thành tỏ ra bức xúc khi đọc đến phần quy định về record. Khúc này ác với tôi nè, Minh Hằng kiếm chuyện nè. Bản đồ record màu trắng đen thì tôi dễ biết mà tính. Mà Minh Hằng đưa ra một dải màu nhìn có vẻ dễ dàng cho khách mời, mà gặp cái thứ mù màu như tôi thì trời ơi. Đúng như dự đoán, Trấn Thành đoán sai gần hết chỗ màu trong bảng màu quy định khiến Minh Hằng không khỏi hoang mang. Sau cùng nữ ca sĩ trấn an, anh mù màu chứ vợ anh đâu có mù màu. Trước đó, khi những tấm ảnh về thiệp cưới của Minh Hằng bắt đầu được đăng tải trên mạng xã hội, tấm thiệp đã gây chú ý khi có nhiều quy định đối với khách mời, đó là xin đến sớm về muộn, mặc đúng record để lên hình cho đẹp, kèm bảng màu trong thiệp. Khách mời mang theo thiệp vào dự tiệc và không dẫn theo trẻ em. Ngoài ra, cô dâu còn lưu ý khách mời nữ không được đi giày cao gót. Nói về thiệp cưới nhiều quy định, Minh Hằng chia sẻ, những quy định trong tấm thiệp không phải do một mình tôi đề xuất mà được thông qua bởi hai gia đình, họ hàng và cả khách mời. Tôi gần như đã hỏi han rất nhiều khách trước khi làm thiệp, nên những dòng quy định cũng xuất phát từ khách mời. Nói chung, tất cả những quy định tôi in trên thiệp không phải để làm khó mà muốn tạo sự thuận lợi cho khách. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô làm nghệ thuật nên không muốn chỉ mỗi bản thân tỏa sáng trong bữa tiệc mà cả khách mời cũng xuất hiện thật đẹp, hòa mình với khung cảnh lung linh. Cô khẳng định luôn đặt mình vào vị trí của khách nên nghĩ ra bảng màu record cho khách, tránh cảnh khách phải hoang mang, không biết mặc gì trong lễ cưới trên bãi biển. Quy định khách mời nữ không diện giày cao gót cũng xuất phát từ câu chuyện của Khả Ngân. Cụ thể, chính nữ diễn viên đã tiết lộ trên trang cá nhân, ngày vui của chị tôi cuối cùng cũng đã đến, yêu lắm Hằng Lê, mà bà chị tôi quá cưng rồi, thiệt sự không nghĩ bà còn nhớ vụ tôi đi đám cưới quách đôi giày cao gót, không đi được tháo giày đạp miễn chai trên biển, mà thành ra có cái dòng này trên thiệp. Chu đáo quá chị ơi, lúc nào cũng lo lắng cho mọi người, chị yên tâm đi, hứa luôn bữa đó em sẽ củng cố thân thể một cách cẩn trọng. Để tới bến nha. Khi thiệp cưới của Minh Hằng nhận quá nhiều tranh cãi, Phạm Quỳnh Anh cũng lên tiếng, tấm thiệp mời trên bàn đây rồi, địa điểm cũng đã được cô dâu Hằng Lê chu đáo nhắn tin riêng cho từng người để đảm bảo được mức độ riêng tư của hôn lễ. Ai không rành chứ gương mặt cũ rích trong gia đình văn hóa, đã được nghe cô dâu háo hức chia sẻ kế hoạch chi tiết của đám cưới từ cả tháng nay rồi. Mình cảm thấy đây sẽ là một ngày trọng đại, thật sự đặc biệt, theo phong cách riêng của chủ nhân. Cô ấy vừa muốn khách không bị hư giày cao gót, khi phần lớn nhún nhảy trên cát, vừa lo các em nhỏ sẽ bị bơ vơ hay sợ bố mẹ bận rộn với các con mà không tận hưởng nhiệt tình được, thế nên để hết mình. Các con cho phép bố mẹ vắng mặt, một hôm thôi nhé,